xin kính chào quý vị đã đến với kênh sống hạnh phúc quý vị thân mến người khôn ngoan luôn sống với ba không không tức tránh tổn phúc khí không lo lắng tránh hao tâm không tranh biện tránh tổn hao sức lực thuở nhỏ khi gặp chuyện thất vọng tôi thường tự an ủi mình bằng một vài câu thơ nhờ anh nhắn hộ mây trời nỗi đau hiện tại có mời đến đâu nước mắt rơi xuống vội lau còn đây giấc mộng mai sau huy hoàng sau này lớn lên tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều khi gặp khó khăn tôi sẽ tự thuyết phục mình rằng thực ra tôi không nên buồn vì bất hạnh trước mắt biết đâu ngày mai lại càng khốn đốn hơn khi nghĩ đến điều này tôi thậm chí không dám khóc cuộc sống thăng trầm thế sự loạn lạc nối tiếp nhau ai cũng phải tu tâm dưỡng tính để đạt đến một mức độ nhất định vậy cảnh giới cao nhất của đời người là gì hãy cùng chúng tôi lắng nghe và suy ngẫm những điều sau đây một đừng tức giận vô ích hãy học cách quản lý cảm xúc có câu chuyện sau như sau ở ngoài chợ một người qua đường cho rằng một năm chỉ có ba mùa nhà thông thái nghe thấy vậy liền nói sai rồi một năm có bốn mùa sau đó hai người cãi nhau hồi lâu nhà thông thái đâm đơn kiện lên quan huyện mong được phân xử rõ ràng quan huyện sau khi nghe xong liền đánh nhà thông thái hai mươi gậy rồi khép lại vụ kiện nhà thông thái ấm ức hắn sai rồi tại sao lại đánh tôi? Quan huyện trả lời, nhà người thật ngu ngốc khi cãi nhau với một người không thể phân biệt được bốn mùa. Chúng ta vẫn thường hay nói rằng tuyệt vời nhất là được thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình mà không phải giấu giếm bất cứ điều gì. Buồn thì khóc còn vui thì cười. Đúng vậy, sống thật với cảm xúc của mình rất quan trọng. Tuy nhiên biết cách kiềm chế cảm xúc còn quan trọng hơn đặc biệt là khi tức giận nói thì dễ nhưng ít ai kiềm chế được cảm xúc tức giận của mình bạn đã bao giờ hối hận vì đã nói những lời nặng nề với người thân trong phút nóng giận hay là một hành động khiến bạn phải trả giá sau đó nhiều người dù nhìn bề ngoài đã rất phong xương nhưng khi gặp điều gì đó khiến họ khó chịu họ cũng sẽ mất kiểm soát cảm xúc của mình từ chửi bới cãi vã với người khác cho tới động tay động chân đập đầu chảy máu rất là nguy hiểm khi ta tức giận thì sẽ luôn có lửa vô minh bừng cháy trong lòng khi con người khởi tâm sân si tức là đã thua rồi loại người không thể làm chủ được cảm xúc sẽ vĩnh viễn không thể làm chủ được cuộc đời của họ dẫn đến đánh mất đi lý trí ngày càng trầm luân trong cuộc sống chuyện tốt không phải lúc nào cũng đến với bạn và không phải chuyện tốt gì cũng suôn sẻ vậy nên khi mọi chuyện không được như ý bạn phải học cách kiềm chế cảm xúc của mình đừng tức giận than vãn bạn có thể buồn nhưng chỉ được một chút thôi napoleon từng nói một người có thể kiểm soát cảm xúc của mình vĩ đại hơn một anh hùng chiến thắng một thành phố mọi người đều sẽ trải qua mọi bất hạnh và thử thách trong cuộc sống hoặc là bạn bị thất bại nhất thời làm cho gục ngã hoặc là bạn đối mặt với nó một cách tích cực rồi vượt qua nó cuộc sống này không dễ dàng gì khó khăn ở khắp mọi nơi lý bạch thở dài đường đi khó đường đi khó nay ở đâu đường bao ngã chỉ khi có đủ tập trung và sức bền trong cuộc sống đối mặt với những khó khăn vất vả từ thế giới bên ngoài không ngừng tích lũy năng lượng tích cực nâng cao năng lực và rèn luyện sở trường của bản thân thì con người mới có thể vững như cây tùng cây bách có thể chống chọi với báo tố của cuộc đời cây tùng và cây bách đứng hiên ngang trên đỉnh núi và khi cơn bão đang quét qua hai loài cây này uốn cong thân mình theo gió để không bị gió làm gãy tuyết tích tụ trên các cành cây cây tùng và cây bách uốn cong thân cây bằng lực của chúng để tránh cho cành cây bị dập nát người trưởng thành nên biết có một loại khôn ngoan gọi là không tức giận cuộc sống này thiên biến vạn hóa hoàn cảnh luôn thay đổi một người khôn ngoan chân chính có thể giữ bình tĩnh khi xảy ra sự việc không tức giận không suy nghĩ, buông bỏ, không hỗn loạn, không vướng mắc, duy trì tâm thái bình yên có thể thoát ra khỏi mây mù và bước tiếp. 2. Đừng lo lắng khi gặp biến cố. Có câu chuyện sau, một con lửa bị rơi xuống giếng. Người chủ cố gắng hết sức nhưng không kéo nổi lửa lên. Sau khi quăng đủ mọi thứ xuống với hy vọng kéo lửa lên, người chủ bực tức dùng sẻng đổ đất xuống giếng miệng không ngừng than trách nếu đã không kéo lên được chúng ta có thể chôn ngay tại chỗ con lửa lắc mình đất rơi xuống lòng bàn chân mỗi sẻng cát được hất xuống lửa lại được đứng cao hơn một chút và cuối cùng chú lửa đã thoát chết hóa ra trên trời không có đường cụt khi chúng ta khó khăn nhất như tổn thương bối rối gặp điều bất hạnh chúng ta hãy bắt tay vào làm điều gì đó đó là một khởi đầu mới còn càng lo lắng nôn nóng bạn lại càng bị dồn vào chân tường cuộc đời không gì là bất biến khi gặp phải những thay đổi bất ngờ không cần phải hoảng sợ hay chần chừ mỗi trải nghiệm trong cuộc sống đều là một tài sản quý giá Hãy học cách bình tĩnh đối mặt và bình tĩnh đón nhận nó. Như Thích Ca Mâu Ni đã nói, bất kể bạn gặp ai, người ấy là người nên xuất hiện trong cuộc đời bạn. Bất kể điều gì xảy ra, đó là điều tất yếu. Bất kể khoảnh khắc nào đến với bạn đều là đúng thời điểm. Những người làm nên việc lớn luôn có thể tránh được hỗn loạn nhờ bình tĩnh, không lo lắng chủ động tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề có câu nói từ xưa đến nay người khôn ngoan đều thấu rõ càng gặp nhiều biến cố hiểm nguy kinh thiên động địa thì tâm phải càng tĩnh càng không sợ hãi chỉ khi không có hỗn loạn không bất ngờ và tâm hồn bình an chúng ta mới có thể bình tĩnh suy nghĩ phán đoán đúng đắn vượt qua mọi khó khăn trở ngại khi biến cố vô tình ập đến. Hãy bình tĩnh tìm cách giải quyết, không để bản thân bị áp đảo. Khó khăn sẽ có thể vượt qua. Bạn có thể vượt nghịch cảnh để hoàn thành tốt mọi việc. 3. Khi bị vu khống, đừng tranh luận vô ích. Có một chuyện ngắn, giàu trí tuệ như sau. Trong quá khứ, Hàn Sơn đã hỏi nếu có người trên thế giới vu khống lừa dối xúc phạm cười nhạo khinh thường căm hận ghét bỏ nói dối ta thì ta phải xử trí như thế nào thập đắc đáp chỉ cần nhường nhẫn với hắn tôn trọng hắn cung kính hắn coi trọng tự do của hắn mà tránh hắn cuối cùng thì đừng để tâm đến hắn chờ vài năm sau sẽ gặp hắn trang tử từng nói không thể cùng con ếch ngồi trong đáy giếng luận bàn về biển cả không thể cùng côn trùng mùa hạ bàn luận về băng tuyết mùa đông kẻ trí sẽ cân nhắc ai mới là người xứng để cùng nhau luận bàn đạo lý một ngày chú ếch sống trong chiếc giếng cạn đã lên giọng nói với chú rùa sống ngoài biển đông rằng cuộc sống dưới giếng của tôi thực sự rất vui khi muốn ra ngoài tôi chỉ cần leo lên thành giếng rồi khi trở lại tôi nghỉ ngơi tại khe nứt trong giếng lúc bơi lội nước ngập đến nách nhưng đầu tôi nổi lên trên tôi nhúng chân vào đám bùn mềm mại và chơi đùa với nó ếch nói tiếp hãy nhìn những chú sò cua và cá xung quanh cũng đang hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc như tôi không những thế chiếc giếng này là lãnh thổ của tôi chỉ phục vụ cho riêng tôi thật là một cuộc sống tuyệt vời sao anh không thử vào đây trải nghiệm điều tuyệt vời ấy nhỉ nhận lời mời của chú ếch chú rùa chuẩn bị vào chiếc giếng nhưng trước khi chú rùa có thể di chuyển được chân trái thì chân phải của chú đã bị mắc vào thành giếng rồi rùa không vào bên trong giếng nữa và bắt đầu kể cho chú ếch nghe về biển cả biển bao lớn có dùng cả ngàn dặm cũng không thể mô tả được sự bao la của biển. Cả ngàn thước cũng không mô tả được độ sâu của biển cả. Chú rùa kể, vào thời gian trị vì của vua đại vũ triều nhà hạ, trong vòng 10 năm thì có 9 năm lũ lụt nhưng mực nước biển không hề dâng cao. Vào thời gian trị vì của vua thành thang triều nhà thương, trong vòng 8 năm thì có 7 năm bị hạn hán nhưng nước biển không bị cạn khô không bị ảnh hưởng bởi thời gian hay sự lên xuống của thủy triều. Đó là điều tuyệt vời khi sống ở biển Đông. Nghe những điều tuyệt vời về biển cả, chú Ếch đã chấn động. Chú bắt đầu cảm nhận được sự hạn hẹp của cuộc sống trong chiếc giếng nhỏ bé của mình. Môi trường sống sẽ hạn chế suy nghĩ của người ta. Cùng với đó, sự tự mãn và kiêu ngạo sẽ dẫn đến những suy nghĩ hẹp hòi và nhỏ bé đó chính là hàm nghĩa của câu thành ngữ ếch ngồi đáy giếng chính vì thế trong chương thu thủy trang tử bản rằng không thể cùng con ếch ngồi trong đáy giếng luận bàn về biển cả không thể cùng côn trùng mùa hè bàn luận về băng tuyết không thể cùng anh học trò trốn thôn quê hẻo lánh bàn luận về đạo lý loài côn trùng mùa hè không bao giờ trải nghiệm mùa đông băng giá làm sao có thể tưởng tượng được băng tuyết mùa đông cũng như con ếch dưới đáy giếng dù có nghe chuyện rùa kể cũng không thể nào hình dung được biển cả tương tự như vậy khi giảng đạo lý cho những người có tầm nhìn hạn hẹp hay tranh luận cùng họ là một việc làm vô nghĩa vậy nên thay vì tranh cãi vô bổ tốt hơn hết là bạn nên điều chỉnh tâm trí để bình tĩnh lại và hãy để thời gian giúp bạn xóa bỏ hiểu lầm làm sáng tỏ sự thật và khôi phục lại sự trong trắng cho mình đôi khi những lời giải thích là không cần thiết bởi kẻ thù của bạn sẽ chẳng bao giờ tin lời giải thích của bạn còn bạn bè sẽ không cần lời giải thích của bạn trong cuộc sống ai mà chẳng từng gặp phải một vài người không thể cãi lý với họ và một vài điều không thể giải thích được có lẽ không tranh cãi hay giải thích là một giải pháp tốt hơn canary từng nói cách duy nhất để thắng trong một cuộc tranh cãi là tránh tranh cãi tranh luận với những người cấp thấp sẽ chỉ khiến bản thân bị tiêu hao năng lượng giải thích những điều không hiệu quả sẽ chỉ làm tăng thêm sự lo lắng sống mạnh mẽ không cần tranh cãi hay giải thích im lặng là cách tốt nhất thời gian sẽ cho bạn câu trả lời mà bạn mong muốn phần cuối video hôm nay như thường lệ. Kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện cảm động và ý nghĩa sau đây. Hình xăm Ai cũng xì xâm bảo sao mà thanh dại dột quá. Làm gì không làm lại đi. Xăm mình. Ừ. Lúc đã hứng lên rồi thì thiên hạ có can ngăn thế nào thanh cũng mặc. Và lại. Hình xăm này rất đặc biệt và ý nghĩa ấy là tên của thanh và anh được lồng vào nhau cùng với một trái tim mang đầy tính nghệ thuật thanh chọn đặt hình xăm ấy lên ngực mình với ý nghĩa tình yêu này tồn tại mãi mãi nơi tim cô đó cũng là món quà bất ngờ thanh dành tặng anh để kỷ niệm một năm cô và anh yêu nhau chắc anh sẽ thích lắm thanh nghĩ chỉ cần anh thích có đau một chút cô cũng chịu đựng được với một hình xăm đặc biệt như vậy Thanh chắc chắn phải đánh đo chọn lựa kỹ càng một địa chỉ thật sự uy tín để trao thân gửi phận. Rõ ràng rồi còn gì, thân thể này cũng như hình xăm có toàn vẹn và đẹp đẽ hay không đều cậy nhờ vào bàn tay lành nghề khéo léo của người thợ xăm cả. Thanh tìm cả buổi trên mạng, cuối cùng dừng lại trước những dòng quảng cáo khá lạ khiến cô không khỏi ấn tượng. Bạn đang đánh đo lo lắng trước khi xăm bạn muốn lưu giữ kỷ niệm với tình yêu hiện tại của mình hãy đến với dịch vụ đặc biệt của chúng tôi xăm mực tình yêu loại mực này không hề giống bất cứ loại mực xăm nào hiện nay được nghiên cứu và sản xuất độc quyền bởi chúng tôi hãy để hình xăm thực sự minh chứng cho tình yêu của bạn thông qua loại mực kỳ diệu này hình xăm sẽ tự phai và biến mất khi tình yêu của bạn dành cho nửa kia không còn nữa liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay theo số xăm mực tình yêu lạ thật lần đầu thanh biết đến nó chắc cũng chỉ mới xuất hiện gần đây thôi thanh cứ đọc đi đọc lại dòng quảng cáo ấy hình xăm sẽ tự phai và biến mất khi tình yêu của bạn dành cho nửa kia không còn nữa có thật vậy không trên đời có loại mực xăm như thế sao cơn tò mò sau cùng cũng chiến thắng Thành với lấy điện thoại gọi vào số đăng kèm theo mẫu giao vặt trên trang web đó. Sau một hồi lâu kiên nhẫn chạy xe theo sự hướng dẫn tận tình qua điện thoại của anh chủ tiệm, Thành cũng đến được nơi cần phải đến. Tiệm xăm ấy nằm sâu trong một con hẻm vắng, ít người qua lại. Nếu không có việc phải đến đây, Thành chắc cũng chẳng bao giờ biết được sự tồn tại của nó cả. Đẩy cửa bước vào, thanh lập tức choáng ngợp như thể mình vừa đi qua một thế giới khác vậy bên trong tiệm bấy giờ có rất nhiều người cả khách hàng lẫn thợ xăm thanh nhìn lướt qua những anh thợ đang say sưa tỉ mẩn với tác phẩm nghệ thuật trên da của các thượng đế thanh tìm hiểu trên mạng thì biết rằng xăm mình là một loại hình nghệ thuật có lịch sử cũng phải vài nghìn năm rồi đâu phải tới bây giờ người ta mới bắt đầu rủ nhau đi xăm mình Thời buổi hiện đại là vậy ấy thế mà người có hình xăm vẫn phải nhận về cho mình những ánh mắt thiếu thiện cảm. Chịu thôi, mình thích thì mình làm, mặc kệ. Thanh còn đang nghĩ mông lung thì anh chủ đã bước đến mỉm cười chào cô. "Chào em, lúc nãy em mới gọi anh phải không?" "Dạ đúng rồi." Hẻm có hơi khó tìm. "Ờ, lần đầu đến ai cũng bảo thế." Thôi em vào đây, để anh tư vấn cho nhé. Dạ. Theo chân anh ta, Thành đi ngang qua những dáng người với cử chỉ, biểu hiện khác nhau. Kẻ thì lầm lũi, tỉ mỉ cùng những gì mình đang tạo tác ra. Người thì nhăn nhó, cố gắng chịu đựng cơn đau khi mũi kim đâm liên tục vào da thịt. Muốn đẹp thì phải chịu đau, người ta chẳng vẫn bảo nhau thế còn gì dù gì thì Thanh cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi. Và lại, Thanh chỉ xăm một hình kỷ niệm nho nhỏ thôi. Nhằm nhỏ gì với những người xăm kín cả lưng hay cánh tay kia cơ chứ? Rồi, ngồi xuống ghế nào. Em muốn xăm mực tình yêu tên em và người yêu. Đúng không? Dạ, mực tình yêu là thế nào vậy anh? Anh nói rõ hơn cho em biết với ạ. À? Ờ, đây là loại mực mới được nhóm của anh nghiên cứu ra. Ngoài thị trường không có đâu. Có an toàn không anh? Em yên tâm. Mực của tụi anh đã được kiểm định đầy đủ, hoàn toàn an toàn, không có tác dụng phụ. Thật ra nó cũng giống hệt mực xăm bình thường thôi, ngoại trừ một chút thần kỳ. Hỏi thật Em có tin vào phép màu không? Dạ. Thời buổi này thì thời buổi khoa học kỹ thuật ai mà tin nữa. Ý em là thế hả? Vậy em có nghĩ tình yêu cũng là một phép màu không? Tình yêu? Ờ. Ừ, tình yêu có khiến em thay đổi và tốt hơn không? Nếu có thì em hãy trân trọng tình yêu ấy đó chính là phép màu của đời em anh chàng này lãng mạn thật thanh nghĩ đúng là nghệ sĩ thanh mỉm cười dạ em hiểu nhưng có thật là hình xăm sẽ biến mất khi em không còn yêu người ta nữa không thật nó sẽ biến mất vào cái ngày em thức giấc mà không còn người đó trong tim mình nữa vậy em có dám xăm bằng loại mực này để chứng minh tình yêu của em không dám không ư sao lại không thanh yêu anh yêu rất nhiều cũng bởi vì muốn minh chứng tình yêu dành cho anh nên thanh mới quyết định xăm tên cả hai lên người mình đấy thôi thanh không chần chừ lâu hơn đáp lại em dám ạ à? anh hãy xăm cho em tốt anh sẽ vẽ mẫu cho em xem trước trên giấy. Em đồng ý rồi thì mình tiến hành xăm nhé. Thanh gật đầu, trong lòng hồi hộp lắm. Chỉ một chốc, anh chủ đã phát thảo xong hình xăm ấy. Đúng như Thanh từng thử mường tượng ra trong đầu, hai chữ Thanh và Nhân, tên người yêu cô, cách điệu được lồng vào một trái tim nhỏ xinh non mới thật đẹp mắt. Cô vừa nhìn vào là lập tức ưng ngay. Ổn không em? Dạ, đẹp lắm ạ. À. Vậy mình bắt đầu nhé. Thanh lệ gật đầu, tìm cô đập thình thịch. Bình tĩnh nào, chỉ là một hình xăm nhỏ xíu thôi mà. Em nằm xuống ghế dựa này nhé. Anh chủ hướng dẫn Thanh ngồi xuống một ghế trống trong tiệm. Thanh nhìn chung quanh những người khác vẫn đang mải mê với tác phẩm còn dở dang của họ. Thành liếc trộm những gương mặt đang kìm nén cố chịu đựng cơn đau của khách hàng. Cô vốn biết rằng với những ai đã chót đam mê môn nghệ thuật này, đau đớn đến mấy họ cũng sẵn sàng chấp nhận. Dẫu rằng có thuốc tê để giảm đau nhưng hầu như chẳng mấy ai dùng bởi thuốc tê bôi lên da có xóa tan cơn đau thật đấy nhưng lại ảnh hưởng lớn đến chất lượng của hình xăm vì khiến cho da khó hấp thu đủ mực trở nên nhạt nhòa sau khi xăm em chịu đau tốt chứ anh chủ ân cần hỏi dạ em chịu được không cần thuốc tê đâu anh tốt em sẽ có một hình xăm thật ưng ý cho mình xăm mực tình yêu đã yêu thì dẫu cho có phải chịu đau đớn, người ta vẫn vượt qua được, phải không? Khi mũi kim xăm đầu tiên đâm vào da thịt thanh, cô nắm chặt hai tay, cảm nhận nỗi đau bùng lên như một ngọn lửa thiêu đốt ra mình đến bỏng rát. Cố lên, cố lên nào, mày làm được mà. Thanh chỉ là một hình xăm rất nhỏ thôi, có thấm vào đâu so với những người kia thành cố gắng tập trung nghĩ về nhân để xua tan cơn đau nhân ơi em yêu anh hình xăm này là dành cho anh em là của anh chỉ là của anh thôi nhân ơi chọn cuộc đời này em chỉ yêu mình anh nhân ơi thành giật mình tỉnh giấc trong đêm đau quá cô sờ vào vị trí hình xăm ấy sao lại đau thế này và giấc mơ ban nãy nữa đã lâu thế rồi tại sao thanh vẫn mơ thấy nó kia ngày cô chọn đặt hình xăm này lên da thịt mình đúng cô có muốn quên cũng chẳng thể quên được hình xăm này vẫn cứ mãi bám giết lấy cô kể cả khi cô đã bên một người mới chẳng phải là nhân thiên hạ nói đúng giờ thì thanh thấy mình thật dại dột hình xăm minh chứng cho tình yêu thuở ấy này đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Tình yêu trọn đời ư? Ngu ngốc! Ấy vậy mà ngày đó cô lại tin. Nhân bây giờ ở đâu? Thanh chẳng rõ. Chia tay đã lâu rồi. Cô và gã cũng không còn liên lạc nữa. Có liên lạc thì cũng để làm gì. Thanh hận gã đàn ông ấy. Cô một lòng một dạ yêu thương gã. Còn nhân thì sao? trước mặt lúc nào cũng bà xã ông xã ngọt sớt sau lưng lại đi lăng nhăng với gái thế đấy đã là đàn ông thì chẳng bao giờ tin được cả thanh vẫn khư khư giữ suy nghĩ ấy trong đầu cho đến ngày gặp duy người yêu hiện tại của mình duy như một cơn mưa rào ghé ngang tưới mát trái tim khô cằn hạn hán của cô bấy lâu nay duy sẽ khác sẽ không như nhân làm tổn thương cô thêm lần nữa chứ thanh lại chạm tay lên hình xăm ấy minh chứng cho tình yêu ứ nực cười rồi nào là mực tình yêu hình xăm sẽ biến mất khi tình yêu dành cho người kia không còn cô chẳng thể tin mình lại từng ấu trí ngây thơ đến nỗi tin vào mấy lời quảng cáo hoang đường lừa lọc ấy đúng là khi yêu ai cũng trở nên dối trí điên khùng nhận lời yêu duy, thanh nhủ lòng sẽ tỉnh táo hơn, không bao giờ cho phép mình phạm thêm sai lầm lần nào nữa. Duy cho cô cảm giác bình an, xoa dịu đi cõi lòng tái tê của một người con gái từng bị phản bội. Thanh cảm nhận được tình yêu Duy dành cho mình. Nhưng còn Thanh, liệu rằng tình yêu cô dành cho anh có đủ lớn? Thanh không biết và không đủ can đảm để đối mặt. Bất giác, thanh nhìn xuống hình xăm trên ngực mình dẫu chỉ thấy được lờ mờ qua ánh trăng len vào khung cửa trăng hôm nay khuyết nên ánh sáng rất yếu ớt nó sẽ biến mất vào cái ngày em thức giấc mà không còn người đó trong tim mình nữa câu nói của anh chủ tiệm xăm ngày trước văng vẳng trong đầu thanh anh ta là một kẻ lừa đảo hay sự thực là thế hình xăm này nó chưa biến mất bởi đâu đó trong tim cô vẫn còn len lỏi hình bóng của nhân dẫu con người kia đốn mặt và bỉ ổi đến mấy thành vẫn chưa thể quên được gã sao không không hình xăm thì làm sao có thể tự biến mất cho được giặt một bọn lừa đảo tên thợ xăm lừa đảo gã người yêu cũ lừa đảo tất cả thi nhau lọc lừa một cô gái nhẹ dạ cả tin là thanh hai mắt thanh hoen đi. Trong đêm tối tăm này, dẫu chẳng thể quan sát rõ ràng được gì thì hình ảnh nhân lại hiện lên trước mắt cô rõ mồn một. Người ta bảo càng yêu thì sẽ càng hận. Còn hận, còn nhớ đến, còn không thể quên. Là bởi vì còn thương. Không đúng. Tình yêu hiện tại của Thanh là Duy. Chỉ một mình Duy thôi. Hãy buông tha cho tôi đi. Ra khỏi đầu tôi đi làm ơn thanh không dám nhắm mắt lại sợ cơn mơ tới lại thấy nhân ở đó hình xăm kia thi thoảng lại nhói lên như muốn nhắc nhở thanh điều gì đó nhắc nhở điều gì cơ niềm tin vào tình yêu niềm tin trong cô đã mất rồi quen duy nhưng cô chẳng dám tin tưởng nhiều vào cái gọi là tình yêu nữa có lẽ nó chỉ là một loại ảo tưởng ảo tưởng giữa đàn ông và đàn bà và đã là ảo tưởng sớm muộn rồi một ngày nào đó nó sẽ biến mất sẽ không còn lại gì nữa dấu chỉ là chút vết dấu nhỏ nhoi thôi hình xăm lại bất chợt nhói lên đau quá đến bao giờ mày mới thôi hành hạ tao đây nếu chẳng thể biến mất như một ảo tưởng tay thợ xăm dựng nên để lửa thanh vậy thì thành sẽ xóa nó đi phải rồi xóa đi xóa hết đi thanh sẽ không đợi đến ngày nó biến mất nữa ngay cả có phải để lại sẹo thanh cũng quyết xóa nó đi chuyện gì đang xảy ra thế này thanh đứng trước gương mắt thấy rõ ràng nhưng vẫn không sao tin nổi điều đang hiển hiện tại sao lại thế này tại sao nó vẫn còn ở đây thanh đã xóa nó đi rồi kia mà Thanh bối rối chạm vào hình xăm ấy, đúng là nó, không sai được. Nhưng tại sao? Thanh đang mơ ư? Lại thêm một cơn ác mộng. Thanh không biết, không thể biết. Làm sao chắc được những gì đang xảy ra là thực hay mơ đây? Nhưng nếu là mơ thì cớ sao Thanh lại cảm thấy đau đớn thế này? Hình xăm ấy nhói lên, bỏng rát còn kinh khủng hơn cả trước đây như thể Thanh đang xăm lại nó một lần nữa vậy. Đau, đau lắm. Trời ơi, hình xăm quái quỷ. Sao mày cứ bám giết lấy tao? Bao giờ thì mày mới buông tha cho tao? Thanh hoảng loạn vò đầu bứt tai. Có nên đi xóa nó lần nữa không? Nếu xóa, và rồi ngày hôm sau thức giấc nó lại trở lại thì làm sao? Thanh dùng mình. Đúng rồi, gã thợ xăm chính gã đã bày ra tất cả trò này mực xăm tình yêu ư gã phải giải quyết mọi chuyện thanh lục tìm trong điện thoại số của tiệm xăm ấy đâu rồi cô chẳng nhớ mình có lưu lại số điện thoại không nữa hình như là không tại sao mình lại chủ quan thế nhỉ cô mím chặt môi có lẽ bởi lúc ấy thanh đã chẳng thể ngờ được một ngày nào đó mình lại phải khổ sở tìm cách xóa đi hình xăm này hình xăm mà cái ngày thanh quyết định đặt nó lên da thịt mình cô đã thầm nhủ sẽ gắn bó với nó đến suốt cả cuộc đời tình yêu của cô dành cho nhân mãi mãi tồn tại mãi mãi không thể biến mất cô quả thật đã từng nghĩ như thế ngây thơ quá ngu ngốc quá thanh à trên đời vốn dĩ đâu có gì tồn tại mãi mãi. Huống chi là tình yêu. Thanh lên mạng tìm lại thông tin của tiệm xăm ấy, chẳng có gì cả. Tất cả các thông tin hay mẫu dao vặt đều đã biến mất. Quái lạ. Thanh đành cố gắng lục tìm lại trong ký ức địa chỉ của tiệm xăm. Đường đi quả thật rất lắt léo và khó nhớ. Dù sao, Thanh cũng phải tìm cho ra hệt như lần đầu tiên đến đó thanh đã phải loay hoay khá lâu cảnh vật sau nhiều năm đã đổi khác càng làm khó cho thanh hơn sau cùng thanh cũng tìm được nơi cần phải đến nhưng chẳng có gì ở đó cả chỉ là một bãi đất trống không sao lại thế thanh lại sờ vào hình xăm chẳng lẽ tao thực sự phải gắn bó suốt cuộc đời này với mày ư tao đã làm gì sai xóa bỏ mày đi để làm lại từ đầu sống một cuộc đời khác cũng không được hay sao thanh khóc thanh nghĩ đến duy duy luôn yêu thương cô chân thành nhưng hình xăm này không khác gì một kẻ thứ ba chen giữa hai người nó là cái bóng vô hình của quá khứ cứ mãi luôn ám ảnh bám giết giá như giá như tất cả chỉ là một giấc mơ thôi thì hãy biết mấy. Duy ơi, em không xứng đáng với anh. Hãy tìm một người khác, một người với trái tim nguyên vẹn có thể dành chọn cho anh. Tim em tan nát rồi, vụn vỡ như những mảnh thủy tinh. Có chấp vá thế nào cũng chẳng lành lặn như ban đầu. Duy ơi! Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột khiến Thanh bừng tỉnh cô với lấy nó. Alo. Chào em. Em có lịch hẹn đến xăm lúc 3 giờ. Em sắp đến trưa. Thành giật mình. Bối rối. Cô đảo mắt lên đồng hồ trên tường. Đã 3 giờ 30 phút. Xăm. Xăm mực tình yêu. Phải không anh? Mực tình yêu. Là mực gì? không có loại mực như thế em nhé bất giác thanh sở lên vị trí hình xăm rồi nhìn xuống chẳng có gì ở đó cả hệt như bãi đất trống không trong giấc mơ dài ban nãy thanh nghĩ đến nhân nghĩ đến duy người mình chưa từng gặp trong hiện thực này thế em có đến không gần bốn giờ rồi dạ em xin lỗi em không xăm nữa ạ à. thanh nghe thấy tiếng trừ rủa từ đầu dây bên kia hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. thanh chạm ngón tay lên màn hình cảm ứng của điện thoại để ngắt kết nối ngoài cửa sổ nắng chiều đang nhuộm vàng cả một khoảng sân thanh nhìn mông lung về bầu trời xa xăm lòng ngổn ngang vô định như tương lai mơ hồ phía trước của mình vậy thời lượng video đến đây là kết thúc bàn biên tập rất mong muốn nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi cũng như để nhận những video mới nhất từ chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chia sẻ và lan tỏa những điều tốt đẹp xin cảm ơn quý vị đã luôn lắng nghe chia sẻ và đồng hành cùng kênh sống hạnh phúc. Thay mặt ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.